Đứng trước những bước tiến của thị trường PT nói chung, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại BBT Duy Nguyễn đã đích thân training cho tập thể PT của hệ thống thể hình online Gym Center. Đây là lớp học kỹ năng giao tiếp với khách hàng, các kiến thức chuyên sâu về thực phẩm bổ sung và đặc biệt là việc chuyên môn hóa phương pháp kèm khách tập luyện theo chuẩn giáo án thể hình Gym Phổ Duy Nguyễn. Mình vô cái thị trường này không phải là mình giết người ta, nhưng mà mình vô cái thị trường này là mình gia nhập thị trường, mình chia sẻ thị trường. Mình đánh trận không nhất thiết phải thắng, nhưng mà quan trọng không bại. Hệ thống giáo án thể hình Gym Phổ Duy Nguyễn được đích thân Tổng Giám đốc Duy Nguyễn biên soạn lên từ chính kinh nghiệm của bản thân sau nhiều năm tập luyện. Body cực chuẩn nét của Giám đốc Duy Nguyễn chính là minh chứng cho sự đúng đắn của giáo án thể hình mang lại cho người tập luyện. Trước khi tập bạn cũng mập, bạn cũng ốm. Tôi làm được thì bạn phải làm được. Không dừng lại ở khái niệm đẹp vẻ bề ngoài, giá trị của giáo án thể hình Gym Phổ Duy Nguyễn còn nằm ở cách Duy Nguyễn truyền dẫn đến người xem định hướng phát triển toàn diện, khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Duy Nguyễn xác định khái niệm cốt yếu để tập thể PT định hướng cho khách hàng đi theo giáo án chính là gym phục vụ cuộc sống. Thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng để cuộc sống phục vụ thể hình. Trước khi đến với gym, MCFC, câu đó trường động lực. Đây chính là triết lý độc tôn. Nhờ vậy, Tổng Giám đốc Duy Nguyễn đã xây dựng nên một thương hiệu gym rất riêng của chính mình. Gym, theo phong cách Duy Nguyễn, chính là gym gần gũi với cuộc đời, chứ không phải tập gym là tự gò bó bản thân lại trong phạm vi của những món ức gà, chuối, trứng và bột đậu. Đặc biệt hơn, để nhấn mạnh giá trị của một gymer khi bắt đầu nhập môn thể hình, Duy Nguyễn không quên nhắc nhở PT về vẻ ngoài là một điều quan trọng. Vậy nên, những trang đầu tiên của giáo án thể hình Gym Phổ Duy Nguyễn là hình ảnh trang phục khi đi tập gym, lịch sự và không kém phần năng động, thoải mái cho người mặc. Bên cạnh trang phục, phụ kiện giúp cho việc tập luyện an toàn và hiệu quả cũng là giá trị khẳng định gymer đích thực. Để bắt đầu nhập môn gym, bạn cần đôi giày để bảo vệ chân, bao tay, khăn tập chuyên dụng cùng những phụ kiện cần thiết gắn liền với những bài tập khác nhau. PT chuyên nghiệp có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng sử dụng phụ kiện thích hợp trong từng bài tập để đảm bảo an toàn và năng suất tập luyện tốt nhất. Vậy là cái bài toán đầu tiên đó là trang phục. Anh phải trang phục trước cái đã, anh mới tập được. Cái đó thể hiện sự văn minh. Một phần không thể thiếu đối với người tập luyện thể hình chính là việc sử dụng thực phẩm bổ sung phù hợp với từng giai đoạn. Nhập môn bước đầu với cuốn giáo án thể hình Gym Phổ Duy Nguyễn, tiểu học Nam Gym Phổ tầng 1, tuần 1 đến 4, Duy Nguyễn giới thiệu đến bạn tập hai nhánh thực phẩm bổ sung cơ bản, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng và giúp phục hồi xây dựng cơ bắp hiệu quả, đó là intra-workout và post-workout. Kiến thức về thực phẩm bổ sung là một trong những tiêu chí giúp đánh giá hiểu biết cũng như độ tinh thông chuyên môn của một PT. Duy Nguyễn đã hỏi các thành viên PT của thể hình online Gym Center về intra-workout và post-workout là gì, tại sao lại đưa vào gym phổ tầng 1. Sau câu hỏi của Tổng Giám đốc Duy Nguyễn, các bạn PT trẻ đã rất nhiệt tình trả lời, thể hiện hiểu biết của bản thân. Tăng cơ giảm mỡ hiệu quả, cái này trừu tượng quá ta. Từ những tập gì sao tăng cơ giảm mỡ hiệu quả làm sao? Em phải giải thích được cái này mới đẳng cấp. Dạ, tại sao thì được gọi là tăng cơ giảm mỡ? Thì giờ em cũng xin giải thích. Ví dụ như trong cái sản phẩm BCAA thì nó có BCAA, nó giúp mình phục hồi chống dưỡng hóa cơ bắp, giúp mình tăng cơ bắp. Thứ nhất, thứ hai là trong BCAA nó có cả thằng COA, đó là một thằng phát tốt, nó giúp thu dọn mỡ thừa trong cơ thể, giúp mình giảm mỡ, thì đó gọi là tăng cơ và giảm mỡ. Ok rồi, đó là cách giải quyết của Quân đi theo chất. Còn bây giờ anh chỉ nói một câu đơn giản này. Em tập cường độ cao là em tăng cơ giảm mỡ, với điều kiện em đầy đủ dinh dưỡng. Thì cái này nó cung cấp cho em đầy đủ dinh dưỡng và nó cung cấp được cho em cường độ cao. Đó, nhớ nha, tập luyện cường độ cao. Còn cái chuyện có nặng hay không nặng đó là chuyện khác, cái chuyện level khác. Anh chỉ nói cường độ cao. Cường độ cao là gì? Tập nghỉ ít kêu là cường độ cao. Vậy thôi. Còn nặng hay không nặng, nó là bài toán khác. Không chỉ đưa ra câu hỏi cho các bạn PT trả lời, một người thầy như Duy Nguyễn còn sẵn sàng giải đáp những câu hỏi băn khoăn của PT về thành phần cũng như công dụng của các loại thực phẩm bổ sung. Có phải whey protein trong muscle infusion nó nhiều hơn whey protein trong liên bột tán không anh? Đúng. Tại vì protein hoàn chỉnh
là nó gồm nhiều loại protein nhưng mà tỷ lệ protein nó bao nhiêu tùy hãng quyết định. Có cái nó thiên về nhanh, có cái nó thiên về chậm. Thì cái này chỉ có nhà phân phối người ta khi mà người ta làm hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ người ta biết được. Trong không khí háo hức, ngày 27 tháng 1 năm 2018, trận chung kết U23 Việt Nam đang diễn ra tại Trung Quốc, nhưng toàn bộ PT cùng tổng giám đốc Duy Nguyễn vẫn điềm tĩnh trao đổi với nhau về giáo án thể hình cũng như kiến thức để xây dựng một hệ thống PT đẳng cấp so với thị trường, khẳng định quyết tâm và sự nghiêm túc trong nghề. Khép lại buổi training đầu tiên, ghi nhận sự cố gắng của các bạn PT trong việc tự hoàn thiện kiến thức bản thân cũng như sự phát triển chung của thể hình online gym center, đặc biệt là sự nhiệt tình chỉ bảo, truyền đạt kiến thức của người thầy, người sếp, tổng giám đốc Duy Nguyễn.